Cô chú anh chị ơi, bây giờ Tấn đang đứng trên đường nhựa số 21 Trường Đông, địa chỉ là ấp Trường Phú, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Và đây là tờ sổ hồng của lô đất đang cần bán. Đất này là mặt tiền đường nhựa hướng Đông Bắc, chiều ngang 5m, chiều dài là 25,5m. Tổng diện tích đất là 126,8m², có sẵn 30m² thổ cư, còn lại đất cây lâu năm. Chỗ này lên 100% thổ cư cũng được nha. Cái đường mặt tiền của đất là đường số 21 Trường Đông. Đường nhựa có lộ giới là 10m nha. Giáp nhà hàng xóm nè, và kế bên ngã ba, cái đường nằm ngang là đường Trảng Dầu, đường có đèn đường ha. Còn đi ra có mấy chục mét thôi là cái ngã tư, ngay góc ngã tư là hàng xóm ta xây căn biệt thự siêu to khổng lồ luôn. Ngay ngã tư này quẹo phải có 200 mét thôi là trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Sổ hồng này ngay chủ đứng tên anh Thọ. Đó, bây giờ anh Thọ chủ đất nè, bán miếng đất này với giá 478 triệu, bao hết giấy tờ. Ở đây thì cách chợ Trường Lưu, ủy ban xã Trường Đông á, là khoảng chừng 2 cây nha. Đi ra quốc lộ 22B 4 cây, đi lên chợ Long Hoa, Tòa Thánh Câu Đài 10 cây, núi Bà Đen 20 cây. Còn vô thành phố Tây Ninh á, là cỡ 15 cây. Chỗ này cách bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh là 75 cây số nha. Đây cô chú anh chị ơi, đây là ngã tư kế bên miếng đất đang cần bán. Đó, ngay góc ngã tư, hai mặt tiền đường nhựa là hàng xóm xây căn biệt thự phải nói là rất là bự luôn. Đang xây nha. Chuẩn bị làm cái hàng rào xung quanh hoành tráng luôn nè cô chú anh chị. Thì cái miếng đất đang cần bán á, là cách căn biệt thự của hàng xóm này không tới 100 mét nữa. Kế bên là có tạp hóa Úc Chi nè. Rồi, đi về hướng này 200 mét thôi là trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thông ra đường số 13 Trường Đông. Từ ngoài quốc lộ 22B đi vô á, mình có thể đi bằng đường số 13 Trường Đông vô cũng được nha. Nhà cửa dân cư đông lắm. Đây, ngay ngã tư kế bên đất, thì cái miếng đất đang cần bán là trên đường này là đường số 21 Trường Đông nha. Ở đây mình đi vô qua mấy cái cây này là tới đất bên tay trái nè, kế bên nhà hàng xóm trong đó. Rồi phía trong có cái ngã ba nữa, đường nằm ngang là đường Trảng Dầu. Đây, tấn quay một vòng ngay ngã tư này ha. Phía bên đây là có cà phê Võng Kim Cương nè. Rồi cái đường này là anh thông ra đường số 31 ngay cổng chào ấp Trường Phú, văn phòng ấp Trường Phú nha. Còn đi theo đường số 21 này, đây mình chạy thẳng ra nè, là đường Trường Đông. Quẹo trái là ngay chợ Trường Lưu, ủy ban xã Trường Đông á. Xã Trường Đông này là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của thị xã Hòa Thành nha. Còn Hòa Thành thì đang là đô thị loại 4, phấn đấu để lên đô thị loại 3. Đó, tương lai là Hòa Thành sẽ lên thành phố nha cô chú anh chị. Kế bên tập quán Úc Chi. Rồi, bây giờ vô coi đất nè. Phía bên tay phải là có căn nhà lầu nha cô chú anh chị. Căn nhà lầu lửng. Còn miếng đất là bên tay trái nha. Cái đường nhựa này nhà nước mới làm. Ở trên sổ hồng á, hiện tại vẫn còn ghi là đường đất. Thì bây giờ ra sổ hồng mới nhà nước sẽ cập nhật lại là đường nhựa nha. Do là cái đường mới làm. Đất hướng Đông Bắc nha cô chú anh chị. Ngang 5, dài 25,5. Tổng diện tích là 126,8m². 1268. Nếu chúng ta đọc theo phong thủy á, thì có nghĩa là sinh mãi lộc phát. Đó, diện tích đất là sinh mãi lộc phát nha. Đây, miếng đất đang cần bán nè. Bên tay trái, miếng đất trống này nha, cặp vách tường của hàng xóm. Chiều ngang 5m và chiều dài là 25,5m. Đất trống trải và cái nền cao ráo bằng phẳng nha. Cái nền đất là cao ngang nền đường luôn á. Bên đây giáp tường hàng xóm, bên đây là có hàng rào B40. Ở sau lưng có cấm trụ xi măng, ranh giới rõ ràng. Diện tích đẹp nha, đầu năm đuôi năm luôn á. Thì giá bán là 478 triệu, anh Thọ chủ đất là bao giấy tờ. Cô chú anh chị ở xa chúng ta cũng yên tâm á, tại vì được bao giấy tờ mà. Chủ đất sẽ lo trọn gói luôn. Ai mua đất để xây nhà mà không rành về thủ tục á, cũng yên tâm. Đây, cái đường nằm ngang là đường Trảng Dầu thì có đèn đường luôn, nhà cửa hàng xóm phía trong đây ha.
đường này cũng 10 mét nè cô chú anh chị. Từ từ là nhà nước sẽ lên nhựa hết à, tại vì Hòa Thành là chuẩn bị lên thành phố mà. Đó, đi vô phía trong cũng nhà cửa dân cư đông nha, cứ cây trụ điện là có cái đường đường à. Rồi, nhìn lại vị trí của đất nè. Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Maps để trong phần mô tả nha. Gần trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Bữa nay Tấn quay clip này là chủ nhật, học sinh không có đi học. Đó, nằm giữa một cái ngã tư với một cái ngã ba ha. Này, nhà hàng xóm. Còn đây chính là miếng đất đang cần bán. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn nha. Nền đất ở trong nè. Đất gò cao ráo sạch đẹp bằng phẳng. Cao ngang nền đường. Địa chỉ là ấp Trường Phú, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Đó, chiều dài á, là sẽ bằng cái tường bên hàng xóm. Còn bên đây thì bằng cái mí rào 40 này nha. Những lô đất của hàng xóm ở sau lưng nè cô chú anh chị là sẽ quay mặt tiền ra đường Trảng Dầu đó. Ra đường Trảng Dầu ngoài đó. Từ ở sau nhìn tới trước nè. Có sẵn 30 thổ cư nha, còn lại cây lâu năm thì chỗ này chúng ta lên 100% thổ cư cũng được luôn. Cây xanh nhiều, không khí mát mẻ trong lành. Nhà của anh Thọ chủ đất là kế bên đây luôn nha, cho nên cô chú anh chị tới đây xem đất rồi gặp trực tiếp chủ xem giấy tờ, sổ hồng đồ cho rõ ràng luôn. Bây giờ Tấn quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi, sổ hồng ngay chủ đứng tên anh Thọ. Thì nhà anh Thọ chủ đất là kế bên đây luôn nha. Cách có vài trăm mét thôi. Đầu tiên mình coi cái sơ đồ nè. Nhìn đẹp ha. Đất này hướng đông bắc. Cái đường ở trước nè là đường 10 mét nha. Trên sổ hồng này á, vẫn còn ghi đường đất. Do là cái đường nhựa mới làm á, chưa có cập nhật nha. Giờ ra sổ mới có thể địa chính người ta sẽ ghi là đường nhựa đó. Đường 10 mét. Rồi diện tích đất nè. Chiều ngang là đúng 5 nha. Ở trước 5, ở sau 5. Còn chiều dài á là 25,5 m. Thửa đất số 1079, đó số thần tài luôn. Tờ bản đồ số 14, địa chỉ ấp Trường Phú, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Trường Phú có nghĩa là giàu mãi á. Trường là mãi mãi, còn Phú là giàu, Phú hộ, Phú ông rồi đó. Tổng diện tích nè 126,8. Dịch theo phong thủy có nghĩa là sinh mãi lộc phát. Thì có sẵn 30 mét vuông thổ cư, còn lại đất cái lâu năm nha. Lên 100% thổ cư cũng được luôn. Giá bán 478 triệu, bao hết giấy tờ. Cô chú anh chị muốn mua thì liên hệ anh Thọ. Số điện thoại này là có Zalo nè. 0986 686 149. 0986 686 149. 0986 686 149. Gặp anh Thọ. Bây giờ Tấn sẽ ra Ủy ban xã Trường Đông, chợ Trường Lưu á, chỉ đường cho cô chú anh chị đi tới đây. Để Tấn sẽ quay thêm cái trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân kế bên đây cho cô chú anh chị coi luôn nha. Cô chú anh chị ơi, đây là Ủy ban xã Trường Đông nè. Ngay bên cạnh là ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Thì cái đường này là đường Nguyễn Văn Linh. Còn nếu quẹo phải là đường Nguyễn Lương Bằng. Đó, quẹo phải là sẽ ra quốc lộ 22B đó cô chú anh chị. Đây, từ ngay Ủy ban xã Trường Đông ha. Bây giờ mình sẽ chạy ngang qua chợ Trường Lưu luôn nha cô chú anh chị. Đường này là đường Nguyễn Văn Linh nè. Nếu đi thẳng theo Nguyễn Văn Linh này, ở đây mình chạy lên 700 m nè, là Trí Huệ Cung. Qua Trí Huệ Cung là sẽ có hướng đi lên chợ Long Hải, rồi hướng đi lên chợ Long Hoa, lên trung tâm thị xã Hòa Thành. Ngay cái cổng chào xã Trường Đông đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nè, thì chúng ta sẽ quẹo trái để đi ngang qua chợ Trường Lưu nha. Đây là điện thờ Phật Mẫu. Bên phía tay trái là cái sân đá banh của xã.
Ngay khúc này là có trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2 nha. Đây có cây ATM nữa nè. Bên phải là trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình. Chợ Trần Lưu là cái chợ lớn nhất của xã Trần Đông này nha cô chú anh chị. Bây giờ tấn quay là 10 giờ mấy rồi đó. Ở sau lưng chợ á, là bà con tiểu thương bán nhiều lắm nha. Còn này là mặt trước của chợ nè. Rất là đông đúc luôn á cô chú anh chị. Nhà cửa quá chừng. Đây nhà lòng chợ nha. Thì mình sẽ quẹo phải hướng ra đường Trường Đông. Thì Tấn sẽ ghim cái định vị của bất động sản đang cần bán á, để trong phần mô tả. Cô chú anh chị coi cái đường nào đi tới nó thuận tiện thì chúng ta đi nha. Từ ngoài quốc lộ 22B vô cũng được. Hướng Trí Quỵ Cung tới cũng được, hướng chợ Trần Lưu tới cũng được nha. Đây cái đường nằm ngang sẽ là đường Trường Đông nè cô chú anh chị. Nếu quẹo phải là quay trở ra đường Nguyễn Văn Linh lúc nãy. Còn giờ mình sẽ quẹo trái để hướng ra quốc lộ 22B nha. Trên đường này là rất nhiều quán cà phê luôn á. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn nha. Đã trên đường Trường Đông này thì rất nhiều quán cà phê luôn. Và cái đường Trường Đông này là dẫn thẳng ra quốc lộ 22B luôn nè cô chú anh chị. Ở đây mình chạy thẳng ra là tới quốc lộ á, ngay cổng chào ấp Trường An á. Thì từ cái đường Trường Đông này á, để vô tới đất là có nhiều hướng lắm cô chú anh chị. Nếu chúng ta quẹo phải ngay chỗ này là ngay cổng chào ấp Trường Phú, đường số 31 nè, là cũng vô tới đất được luôn. Đó, ngay cổng chào ấp Trường Phú đây nha. Có mấy quán cà phê đẹp đẹp nè. Còn đường mặt tiền của đất là đường số 21, cho nên bây giờ Tấn sẽ chạy thẳng tới đường số 21 rồi quẹo phải vô. Đường 21 là nhà nước mới lên nhựa nha. Cà phê Giỏng Đô La rồi nè. Bên trái có nhà lầu nè. Rồi bên phải là cái đường số 27 nè cô chú anh chị, là cũng mới lên nhựa luôn. Dẫn vô quán ăn Ngọc Hà đó, Vườn Rio. Quẹo trái là ra đường Nguyễn Lương Bằng nha. Bên phải là có nhà Mai Thanh Thảo nè. Đây tiệm sửa xe rồi ha, nhà lầu nè. Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Maps của đất để trong phần mô tả nha cô chú anh chị. Rồi mình chuẩn bị quẹo phải nha, vô đường số 21, đường mặt tiền của đất luôn. Đây ngoài đầu đường thì nhà cửa dân cư đông nè. Dịch vụ du lịch Viên Minh. Rồi phía trước bên tay trái là có quán ăn gia đình Gia Minh đó. Thì mình sẽ quẹo phải ngay chỗ này. Còn nếu đi thẳng ra cỡ chừng 2,5 km là quốc lộ 22B nha. Đó, đi thẳng đường Trường Đông là ra quốc lộ. Đây đường số 21 Trường Đông nè, là nhà nước mới lên nhựa nè cô chú anh chị. Bên phải á, là căn biệt thự có sân đá banh nè, rồi sân bóng chuyền nè. Đó, trong đây có sân đá banh 11 người luôn nha. Đường có đèn đường nha cô chú anh chị. Thì khúc này là bà con làm vườn cây ăn trái rất là nhiều, vườn nhãn đó. Đó cứ cây trụ điện có cái đèn đường à. Cái khúc này chúng ta thấy là vườn không, chưa có thấy nhà nha. Nhưng mà chạy vô khúc trong á là nhà rất là nhiều. Nếu mà chúng ta đi vô bằng đường 31 hay là đường 13 đó thì dân cư sẽ đông hơn nha. Đây vườn nhãn trái quá chừng nè. Bên phải là vườn mít, vườn dừa nè.
cô chú anh chị muốn đi cái đường mà đông dân cư thì mình có thể đi vô bằng đường số 13, đi ngang trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân á, là dân cư đông lắm. Còn bây giờ Tấn quay đường 21 này là để chạy thẳng tới miếng đất luôn, không có quẹo đâu hết, cho cô chú anh chị dễ biết ha. Ở đây là vườn nhãn rất là nhiều luôn nè. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn nha. Đó, ở đây mình nhìn ra là thấy căn biệt thự hàng xóm kế bên á. Phải nói là hàng xóm xây cái căn nhà này rất là bự luôn, từ xa là chúng ta đã nhìn thấy này. Đó, thì biệt thự là kế bên đất nè cô chú anh chị, ngay góc ngã tư ha, quá đã. Đó, biệt thự này rất là rộng luôn nha, cái tường ở sau á. Biệt thự này đang xây nè, cũng sắp xong nè. Đó thì cái đường số 31 ngay cổng chào ấp Trần Phú lúc nãy là chạy vô đây nè. Đó, quẹo trái là trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân ra đường số 13, còn quẹo phải là đường 31 nha. Quẹo trái qua là trường học nha cô chú anh chị. Đây, còn ngay ngã tư mình chạy xích tới chút xíu thôi là tới đất bên tay trái nè. Đây, miếng đất này nha, cặp nhà hàng xóm. Còn kế bên là ngã ba với đường Trảng Dầu, đường 10m hết cô chú anh chị. Đó, sắp tới những cái đường 10m là sẽ lên nhựa hết nha, dân cư hàng xóm kế bên nè. Bây giờ từ ngay vị trí của miếng đất đang cần bán nè, quay ngược ra cái ngã tư căn biệt thự đang xây. Đi thẳng là ra đường Trường Đông, quẹo trái là đường 31. Còn bây giờ mình sẽ quẹo phải qua trường Nguyễn Viết Xuân nha. Đó, căn biệt thự siêu to khổng lồ luôn. Rồi, phía bên đây là tạp hóa Úc Chi nè. Kế bên nhà có tạp hóa luôn ha. Kế bên đất chứ. Đằng đây là cái trường học, nhưng mà bữa nay Tấn quay chủ nhật thì học sinh không có đi học nha. Nhà cửa dân cư đông. À, nay tới mùa nhãn rồi, cây nhãn nào trái đùm đùm nhìn rất là mê luôn á. Đây, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân nè. Rồi, chạy xích tới là tới nhà anh Thọ, Tấn sẽ trả lại sổ hồng cho ảnh. Thì Tấn sẽ kết thúc video clip này tại đây nha. À, cái đường này mình đi thẳng là anh thông ra đường 13 nha cô chú anh chị. Chạy xích tới á, quẹo trái là đường 13. Ra đường Trường Đông, ra quốc lộ 22B nha. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.